Chào chị, thế là tiệm cây gọng kính Nhật. Cái này là của Nikon, gọng Titan anh chị nhé. Cái này rất là đẹp. Cái dòng Titan này, cái mạ của nó rất là sáng. Cái này thì về anh chị phải thay mắt anh chị nhé. Đây, cái dòng lão này thì là nó những cái dòng lão này nó có sẵn độ luôn này, còn những cái dòng gọng titan này thì phần lớn là đều về phải thay mắt hết. Anh nào quan tâm thì vui lòng nhắn tin qua Zalo thôi, 0902277552. Em cảm ơn.